huyện Hóc Môn để gặp gỡ nhân vật thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Bạn Hoàng Thị Dung năm nay 23 tuổi đã kết hôn được 3 năm và có một cô con gái. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, chị còn phụ giúp trông coi cửa hàng sửa chữa điện lạnh của ông xã. Vậy câu chuyện của chị sẽ như thế nào? Cái công việc hàng ngày của bạn nó diễn ra như thế nào? Công việc hàng ngày em diễn ra bình thường. Sáng dậy đi chợ cơm nước thì chồng con ăn cái trưa cũng dậy. Tối thì có ai mua hàng hay bán hàng gì thì mình lấy chồng thôi. Mình lấy số điện thoại lại hoặc là mình đưa card cho người ta, chồng qua sữa thôi. Tại có hai vợ chồng trong này nhiều khi rồi chăm con hoặc là dậy giờ ra ăn hết chăm con rồi công tiện tôi đồ này kia nên là nhiều khi mình cũng không có thời gian nhiều. Chị có cảm thấy là chị hài lòng với cuộc sống không? Dạ, em cũng cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của em. Tại vì có chồng, mình có chồng có con bên cạnh là mình hạnh phúc rồi. Bây giờ có sự so sánh về cái khoảng thời điểm mà trước khi bạn lấy chồng và sau khi bạn lấy chồng thì có cái hình ảnh nó có khác nhiều không? Dạ khác. Khác như thế nào? Trước thì mình ăn mặc thì trong nó gà hoặc là lúc đó mình chưa có chồng mình con hơn, mặt nhìn trông đẹp hơn, xinh hơn. Bây giờ có chồng con nhiều khi rồi ở nhà nữa, ít khi đi chơi hoặc là đi ấy nên là mình ăn mặc cũng khá đơn giản. Khi mình ăn mặc cũng thoải mái một chút, cái gì nó dễ chịu ở nhà, mặc các đồ bộ hoặc là mấy cái áo hay là mặc ở nhà thì mặc quần Âu. Hôm thì mặc riêng mấy cái đó bình thường. Ở nhà thì ăn mặc như thế, còn đi tiệc thì bạn mặc những cái bộ trang phục như thế nào? Đi tiệc thì có hôm thì là em áo dài, áo dài hoặc là em áo dài á, chứ không có may, hoặc là mặc mấy cái bộ đầm đơn giản, tại vì em cũng rất ít khi tham gia tiệc lắm, chủ yếu là mình chồng đi không ạ, mình cũng không có ngại, mình thấy mình mặc đầm thì nó không có được đẹp lắm, hoặc là mình chưa lựa chọn được cái đầm hợp với mình ấy. Mình thấy nó cái xong rồi ông xã rủ cái thôi khỏi đi, anh đi đi em ở nhà đó. Rồi những lúc như thế thì ông xã cứ kêu là em ơi em phải thay đổi đi không? Chắc ông xã ngại quá, kêu em mặc bộ này không đẹp lắm hoặc là mặc không có hợp với em lắm, cái xong rồi mai mốt không mặc nữa. Nhiều khi người ngoài người ta, có người thì người ta kêu đẹp, có người thì kêu không đẹp lắm, nhưng mà chắc ông xã mình ấy cái là mình bỏ vào đó mình mặc một khác à. Vậy rất là lắng nghe cái ý kiến chia sẻ của ông xã nữa không? Còn dạ đúng không? Ông xã chỉ nói qua thôi chứ cũng không có để ý nhiều lắm tới mình. Nhiều khi rồi còn công việc hoặc là nhiều khi anh cũng biết là đang có con cái nên chăm con á, nhiều khi cũng chưa có dành nhiều thời gian cho mình nữa. Nhưng mà sao vẫn muốn đăng ký tham gia Tự Tin Để Đẹp? Tại vì mình đi ra ngoài á, em với chồng ở nhà thì không nói, nhưng mà chồng mà đóng hộ đi ra ngoài á, hay như vợ chồng đi cùng á, thì cảm thấy là chồng cũng tương đương với nhau á. Tại vì ông xã là em 8 tuổi, đi ra người ta nhận xét mình như bằng nhau luôn, gần ông xã chứ không có kém tuổi như vậy. Có nhiều người kêu mình già dặn hơn so với lớp tuổi, mình cũng cảm thấy vậy. Hoặc là mình lên Facebook á, mình thấy bạn bè mình cũng xong mà đẹp thế, mình cũng muốn như vậy. Nhưng mà nhiều khi rồi công việc á, rồi có con có cái nhiều khi mình chưa có ấy được. Mình sẽ kết thực hiện chương trình với lại salon tóc với shop á, mình thấy mấy chị mấy cô á về thấy đẹp khác, tự tin hơn á, là mình cũng muốn tham gia và được ông xã ủng hộ. Chúng ta sẽ vào lựa những bộ trang phục mà mình yêu thích nhất nha. Xin mời bạn. Sau thời gian kết hôn và sinh con, bạn Hoàng Thị Dung cảm nhận được phong cách ăn mặc của mình đã trở nên quá già dặn so với tuổi đời còn rất trẻ của mình. Liệu cô ấy sẽ được tư vấn ra sao với stylist Huyền Baby? Ngay bây giờ thì Đức Mỹ cũng như là nhân vật của chương trình Tự Tin Để Đẹp sẽ gặp gỡ và giao lưu với lại stylist Huyền Baby. Xin chào chị. Và đây là chị Dung, nhân vật của chương trình Tự Tin Để Đẹp. Chào chị Dung. Bà Dung ơi, trong hai bộ đồ này thì bạn thích bộ đồ nhất? Thì em thích bộ đồ này. Em nghĩ bộ này mình khoác cái này ra ngoài thì có thể che bớt được cái điểm bờ vai to của mình. Theo mình nghĩ là thứ nhất là về cái bộ này thì nó đã là không suông rộng, nó không có được body, nó không được fit body của chị. Mình làm sẽ mình không được tôn dáng ba vòng của chị. Còn cái áo khoác này thì là nó là form rộng, form baby doll, nó rộng rộng, nó sẽ làm cho cái vai chị nó sẽ càng to hơn nữa. Và cả hai bộ này phối hợp với nhau thì lại càng không ăn ý với nhau. Về màu sắc cả về cái form dáng của hai bộ không thể nào phối hợp với nhau được. Nên em nghĩ em sẽ chọn cho chị Nhung một bộ khác sẽ đẹp và hợp với chị hơn. Em nghĩ là cái áo này nó sẽ làm nhỏ với vòng eo của mình, và cái màu xanh nó cũng sẽ rất là hợp với chị. Nhưng mà cái này thì mình còn phải phối một cái chân váy bút chì màu trắng bên dưới, hoặc là một cái quần tây trắng thì nó sẽ hợp hơn. Chị thích màu hồng không chị? Dạ. Em nghĩ màu hồng này cũng sẽ rất là ngọt ngào. Tuy là nó kín đáo phía bên trên như thế, nhưng mà phía bên dưới thì nó có một cái điểm nhón xẻ ra như thế này, là mình cũng trông rất là quyến rũ nhưng mà không quá hở hang gì đâu chị ạ. Và cái chiều dài của nó thì em nghĩ là rất là hợp với chị. Nó chỉ dài tầm cỡ ngang gối mình thôi, khi mà chị mang giày cao gót lên là rất là ok. Thì em thích bộ này đó ạ. Bây giờ mình bắt đầu vào phòng thử xem thử như thế nào nha chị nhé. Dạ đúng rồi. Với cái màu sắc như thế này và cái kiểu dáng rồi đường eo nữa, thì không biết là sẽ thêm thắt những cái phụ kiện như thế nào để cho bộ đồ này nó đẹp hơn? Theo em nghĩ là tại vì nó đã có cái phần eo mình, nó có cái nơn ở chỗ đây rồi thì nó cũng khá là hơi rối rồi, cho nên là mình nghĩ là chỉ cần đơn giản và mang giày lên nữa là ok rồi, không nên nhấn thêm vòng cổ hay là gì nữa đâu. Mình sẽ làm đơn giản thì mình nhìn cái con người của mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái đầm hợp với cái tông màu của đầm hơn. Em cảm ơn chị Giấy đã lựa chọn cho em cái đầm rất là ưng ý với em. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn em đã dành thời gian tới shop chị. Quý vị khán giả đừng rời mắt khỏi màn hình, và ngay sau đây sẽ là sự biến thân và làm đẹp của nhân vật của chúng tôi tại Salon Tóc Rita. Mời Dung vào. Đấy, bây giờ chúng ta đã có mặt tại Salon Tóc Rita, và đến đây thì chúng ta sẽ được gặp các chuyên gia để mà tư vấn về việc làm đẹp. Xin mời bạn. Xin chào anh. Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi, rất là vui. Và đây là bạn Dung, nhân vật của chương trình Tự Tin Để Đẹp. Và với mái tóc mà đang cột như thế này rồi không có make up nữa, mặt mộc thì không biết sẽ... Bây giờ phải ngắm trước đã, xong rồi lát tí xíu nữa mình tư vấn đúng không? Bây giờ Đức Mỹ đang rất là nôn nóng và Dung cũng rất nôn nóng đúng không? Thì bây giờ chúng ta hãy bắt tay và làm luôn nhé. Xin mời.じゃあ今日はここがとてもちょっとここダメージがとても強いので、これはちょっと全部切って、で髪は明るくするんですけど、ちょっと彼女可愛いデザインがいいっていうことだったんで、少しちょっと前髪を作ってちょっと可愛く仕上げたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。お願いします。Bây giờ hãy thử tưởng tượng xem là nếu như mà có một sự thay đổi mới về hình ảnh của vợ anh á, thì anh sẽ tưởng tượng như thế nào và hình dung ra sao? Nói chung là cái mắt này rất là hồi hộp, không biết là như thế nào. Nhưng mà chính xác rằng là đẹp hơn một ngày nhiều. Bạn Hoàng Thị Dung, một cô gái trẻ nhưng lại khá rụt rè nhút nhát do không tự tin với ngoại hình của mình. Chính vì vậy cô ấy đã quyết tâm đăng ký tham gia chương trình để thay đổi bản thân. Chị Dung ơi ạ, đi đâu rồi ạ? Ông xã của bạn Hoàng Thị Dung cảm thấy như thế nào khi chờ đợi sự thay đổi của vợ mình? Liệu đây có phải là bạn Hoàng Thị Dung mà quý khán giả đã thấy trước đó? Bất ngờ không anh ạ? Bất ngờ. Mình thấy rất là đẹp. Và anh có cảm thấy là anh hài lòng với hình ảnh này không? Mình rất hài lòng. Khi mà cái tấm này nó kéo xuống thì cái cảm xúc lúc đó của bạn như thế nào? Nói chung là vợ ạ, cảm thấy đẹp. Dạ, mình thay đổi. Một chiếc đầm màu hồng nhạt không tay với điểm nhấn ở hai bên eo từ cửa hàng thời trang H2B không chỉ tôn lên vóc dáng mà còn tạo nên sự gợi cảm trẻ trung cho bạn Hoàng Thị Dung. Và để tăng thêm nét nữ tính và quyến rũ hơn, các chuyên gia đến từ salon tóc Rita đã tạo một mái tóc uốn bồng bềnh, nhận thêm chút sắc màu và phần trang điểm nhẹ, phù hợp với gương mặt và trang phục cô ấy đang mặc. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Đây là món quà mà chuyên gia của salon Merita gửi tặng cho bạn, giống như là món quà kỷ niệm vậy. Rất là em cảm ơn chuyên gia đã thay đổi em. Cảm ơn tất cả các thành viên trong salon tóc Merita đã giúp em thay đổi mình đẹp hơn. Dạ, ngoài ra em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện những cơ hội để cho các phụ nữ như em có thể được tham gia và tự tin tỏa sáng hơn. Và đến đây thì chương trình Tự Tin Để Đẹp phải nói lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả. Và đừng quên bật TV vào lúc 14 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 để đón xem chương trình của chúng tôi. Xin chào.